Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với channel của thiết bị thí nghiệm công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Kiên. Hôm nay công ty chúng tôi xin phép được trên tay cũng như là review cái cân nhà bếp cũng như cân mini rất là nhỏ gọn và đẹp của hãng BDS Đài Loan, được sản xuất và đóng gói y chang như cân của hàng. Cân này thì có các cái dòng series là CL, CL201 và 501, thì nó tùy thuộc vào cái mức độ gam mà các bạn cần, có khả năng cân là 200g, 500g và 2000g tức là 2 kg, cũng như là 5000g hoặc loại 1 kg, thì được đóng gói và nhập khẩu trực tiếp tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Kiên. Thì cân được đóng gói trong hộp như này, được cung cấp bao gồm cân chính này, cũng như là pin để bạn sử dụng. Cân này thì ứng dụng của nó, bạn có thể cân trong các cái phòng dược này, các cái nhà bếp làm bánh hoặc những cái tiệm, các cái cửa hàng, tất cả đều được ứng dụng trong cái cân này. Nó nhỏ gọn và nó có cái chế độ khóa, quan trọng nhất là cái chế độ khóa này chúng ta có thể di chuyển mà nó không bị hư cái lốp xe, cũng như cái khác chúng ta rung lắc thì nó giống như cái laptop vậy đấy, so với cái bàn phải để nguyên, còn laptop chúng ta có thể di chuyển được. Cái cân này nó y chang vậy. Rồi, đây là mặt đi cân của nó lớn, thì trên này nó cũng có hiển thị chúng ta là cái trạng thái khóa và mở khóa, cũng như là cái phím nguồn. Phím này là phím zero, tức là phím te đó, cho nó về không, cũng như chúng ta tắt mở ở trên này. Phím này là chuyển đổi các đơn vị như là gam, cara hoặc đó, chúng ta có thể chuyển đổi ở đây. Cùng đồng thời là phím khôn, thì cái phím này, cái phím calip này nó được thực hiện bởi công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Hoàng Kiên, nó sẽ chuẩn cho các bạn, nên các bạn khỏi phải lo về cái vấn đề này. Rồi đây là cái chế độ gắn pin chúng ta này. Gắn pin thì nó có chiều âm và dương. Pin này là pin AA, 2AA này đó. Thì các bạn gắn rồi, gắn theo chiều âm dương này, chỗ lò xo người ta để chiều âm này, đầu kia để dương lại. Nếu các bạn xài trong quá trình sử dụng ấy mà mình ngưng dùng ấy, thì mình nên bỏ pin ra để nó tránh khỏi bị chạy vô cái men của nó. Hoặc là chúng ta có thể đầu tư cái pin không chạy bây giờ tầm khoảng 50.000 cho 4 pin không chạy. Đó, chúng ta chuyển qua chế độ mở này. Rồi, để sử dụng chúng ta chỉ cần bấm giữ phím zero này thôi, màn hình nó sẽ hiển thị lên. Đó, bên này là phím calip hoặc là phím chuyển đơn vị này, chúng ta thấy nó di chuyển đơn vị này, cara này, đó, hoặc là chế độ gam. Mình sẽ cân thử cái điện thoại các bạn xem. Độ đó là 187.5. Sau khi nhân hoặc chúng ta để cái những cái đĩa lên, chúng ta có thể trừ bì bằng phím zero, nó sẽ về không này, ta đây đặt lên hoặc là lấy mẫu được các. Thì cái này nó giúp chúng ta định lượng ở trong các cái cửa hàng pha chế cà phê này, đồ uống này, cũng như là nhà bếp, cũng như là trong dược phẩm, mỹ phẩm, thì chúng ta đều có thể sử dụng được cái cân này. Rồi, nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua sản phẩm này thì vui lòng truy cập website khangkien.com.vn hoặc liên hệ với hotline 0936 60 777, tôi sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bạn, cũng như là ship COD toàn quốc trên cái sản phẩm cân này. Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn.